Trời lòng chi hiếu đức một kỷ niệm tâm con.
soi gương người xưa. Mừng thu làng tiếng ca hồn lừng vang nơi đây, hát lên múa lên hát khúc ca yêu đời. Mừng thu làng chúng ta cùng nhau hát cười, mừng thu làng tiếng ca lừng vang khắp trời. Lòng chi yêu đức một niềm liên tâm không sơn, mong bao ơn mẹ hiền. Ngày Vu Lan đã tương hương về trên muôn nơi, gắn lên chúng ta tiếng nói gương người xưa. Vu Lan tiếng ca hồng lừng vang nơi nơi, hát lên múa lên hát khúc ca yêu đời. Trên ngàn nơi trao nhau cho con ca thân ai, cùng hô tiếng cao trên ngàn trời. Trời mây đẹp biển vui bao nhiêu, lung linh ánh sao hoàng hôn. Sẽ xem những dòng mây sông, ha ha lên Vu Lan buồn. Cùng cất tiếng hát khắp trời, cho người sống khắp muôn hào quang. Thăm sâu bao la hơn là yêu kinh dân đẹp trai. Vui Vu Lan đã tới, hương thu thơm ngát trên ngàn nơi. Chào nhau chẳng có ca hơn ai, cùng hoa tiếng cao trên bầu trời. Trên trời đầy vui bao nhiêu, lung linh ánh sao hoàng hôn. Sẽ xem những dòng nước dịch sông, ha ha lên Vu Lan buồn. Anh khắp tiếng hát khắp trời, chờ người dọc khắp muôn hào quang. Lòng yêu kinh tình thương thương, vẫn khói hôn rơi gió thoáng, qua mặt khói nhớ ơn từ thân. Còn chi thăm sâu bao la, hơn lòng yêu kinh dân mẹ cha. Vui Vu Lan đã tới, hương thu thơm ngát trên ngàn nơi. Giao nhau cho câu ca thân ai, hương hoa tinh cao trên ngàn trời. Trời trời đầy vui bao nhiêu, lung linh ánh sao hoàng hôn. Sông a a lên Vu Lan buồn, cùng cất tiếng hát khắp trời cho người sống tâm buồn hào quang. Nơi kinh thiên liên ngân vang theo lòng yêu kia kinh thương hồn. Vẫn khói hôm rơi gió thoáng qua mặt khói nhớ ơn từ thân. Còn chi thăm sâu bao la hơn lòng yêu kinh dân mẹ cha. Vui vui Vu Lan đã tới, hương thu thơm ngát trên ngàn nơi.
trắng vàng. Reo lên cho bao lòng thêm vui thắng. Ôi bao hân hoan ta hát mừng mọi cô lang. Ngài một Thiên Liên cứu mẹ hiền thoát chốn sầu đau. Giờ nguyện nói theo gót chân Ngài con gắng tu hồng. Công ơn cao xa cho mẹ hiền lo bao đau. Em luôn tin yêu vui hoa thần cùng người trên. Cho đến đồng quê hòa ngàn lời ca tiếng chuông chùa thanh thoát êm đềm. Câu kinh câu ca trong đăng chiều vang theo gió. Hương thơm hoa tươi chim ngọt mừng nhạc hoa vui. Cung thỉnh quý ngài quang lâm lễ trường để tiến hành buổi lễ sáng hôm nay và mời toàn thể nam nữ Phật tử chư vị khách quý chúng ta lễ phục trang nghiêm bước vào hội trường ngồi trên những cái tấm thảm mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn. Và chúng tôi cũng kính mời các vị đại diện các cấp chính quyền hoan hỷ quang lâm trước lên hội trường ngồi vào những chiếc ghế mà chúng tôi đã dành sẵn nơi bàn của chính quyền. A Di Đà Phật. Kính xin chư Tôn Đức, kính xin chư quý vị khách quý, quý nam nữ Phật tử hoan hỷ. A Di Đà Phật. Tại đầu đàn tình xã An Huệ chúng con cũng như thường lệ
thể hiện tấm lòng nghĩa lực có bậc phụ mẫu thành kính giúp đỡ vu lan báo hiếu nhân viên ca sa một tỉnh 2563 dưới đề 2019. Giờ này đại trường đã được sức bài trang nghiêm thanh tịnh chúng con thành kính trung tịnh chúng con đức quan lâm làng trà chứng minh long đức do toàn thể quý năng lực phật tử chúng con vừa quy trọng sự tham mô bổn sư thích ca mâu phật tham mô chứng minh sư bồ tát. Toàn thể nam nữ Phật tử.
Để mở màn cho chương trình buổi lễ Vu Lan sáng hôm nay tại tỉnh xá An Huệ, chúng con trân trọng giới thiệu Phật tử Ngọc Đan hát bài Hát Mừng Vu Lan để mở màn cho chương trình sáng hôm nay, cúng dường đến với chư tôn đức cùng thân tặng toàn thể đạo tràng A Di Đà Phật. Kính mời Phật tử Ngọc Đan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cầu cho cha mẹ kết hoa liên đài, thành tâm lễ Phật hoa khai. Vu Lan tháng 7 là ngày báo ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này để cho công đức được thập phần viên mãn, chúng con kính cung thỉnh Sư Tôn Đức và mời toàn thể đạo tràng khởi thân chắp tay niệm hồng danh của Đức Bổn Sư ba lần cầu gia hộ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính cung thỉnh Thượng Tọa Tịnh Sáng Ngọc Chiếu khởi thiệp. Nam mô niệm tưởng về thăm ân chư Phật, ân giáo dưỡng thầy tổ, ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, các vị thánh tử đạo, các vị anh hùng vị quốc dòng thân, ân vàng loài chúng sanh. Một phút mật niệm xin được phép bắt đầu. Một phút mật niệm đã trôi qua, chúng con kính cung thỉnh Chư Tôn Đức cùng mời toàn thể đạo tràng đồng an toàn. Cha dành hết mọi đắng cay cho con vị ngọt những ngày ấu thơ. Cha dành đỉnh núi mây mờ cho con đường rộng bây giờ con đi. Nam mô A Di Đà Phật. Tình của cha song song với mẹ thật là cao lớn như núi cao biển rộng. Để nhớ lại ơn đức sanh thành của cha già, nhân mùa Vu Lan hôm nay, Phật tử Thường Tịnh sẽ hát bài Tìm Cha Nơi Đâu hiến tặng toàn thể đạo tràng A Di Đà Phật. Mời Phật tử Thường Tịnh. Ngắm nhìn chiếc lá bàn cả đời vì
con. Tuổi già tiều tùy héo hon, miệng sao con được ngọt ngon. Cha cha ơi, cha kính yêu đời cha, ngày đêm sương gió cha trải thân nuôi con, dù cho thân xa theo hôn. Ngày từng ngày trôi qua làm gia nhân tốt xanh nhà, vì con thờ ngày thơ cha đâu quản chi nhọc nhằn. Gió thổi kêu bên lũy che xanh nơi mái nhà cô quạnh, trên chiếc vòng đông đưa giữa trưa hè im mà như tưởng rằng cha còn nơi đâu đó, nhưng có ngờ đâu con đã mất cha rồi. Cha đổi từng giọt mồ hôi cho con đó ấm nên trên thế gian, có biết bao thơ ca về mẹ, nhưng công sanh dưỡng đạo đồng thì tấm lòng cha ôi cao quý làm sao. Cha đạp áo tần hôm sớm gian lao, vì vợ vì con mà cha sẵn sàng hy sinh tất. Dù đó là việc lấp biển dời nó, miệng nó ấm cho con tính mạng cha đâu kể. Cha đã suốt cuộc đời hy sinh để chăm lo cho đàn có thơ dài, tấm lòng của cha thật quá bao la như trời cao biển rộng. Dù cho con có đi bốn phương trời cũng không thể nào tìm thấy được hình bóng của cha đâu. Cha đã cho con từng bát cơm manh áo, cha khuyên nhắc cho con từng cách sống trong đời. Ôi tình cha sao quá tuyệt vời, mặt nước trường giang còn có khi rộng khi lớn, nhưng sự hy sinh của cha lúc nào cũng đầy ắp trong con. Kể khi bữa ăn nào có thức ăn ngon, là cha nhịn miệng cho con mình nó buồn. Nhớ khi xưa gia đình nghèo túng, cha phải tất bật suốt ngày thương lòng cha ơi. Gió xuân về nghe mát mát hơi sương, lòng khắc khoải nổi dân dương gia viên. Phương trời nào chơi có biết, con bây giờ quá đòi nhớ thương. Âm dương cách biệt đôi đường, là
làm sao con được ở nương cha hiền. Cha là điểm tựa thiêng liêng cho con chập chững bước đi trong đời. Chơi dẫu biết gặp không sao tránh khỏi tử biệt sanh ly, nhưng lần ra đi của cha thì không bao giờ gặp lại. Có gặp chăng chỉ trong giấc mộng, nhưng khi tỉnh giấc nồng con tìm cha ở nơi đâu. Vu Lan đến bao trái tim thổn thức, Vu Lan về hoa đạo nở thơm hương. Vu Lan ơi, nét đẹp thật chân thường cho nhân loại niềm vui trong ánh đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi, vạn cổ xưng danh đại hiếu một kiền liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại chứng minh. Cung kính bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng ni sư, chư tôn đức tăng ni. Kính thưa quý đại diện các cấp chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể, kính thưa quý vị khách quý, kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử xa gần thân mến. Đức Từ Phụ Thích Ca của chúng ta đã từng dạy, trên thế gian này công ơn cha mẹ là lớn thứ nhất không gì sánh bằng. Thật vậy, ơn của cha như núi cao lòng lòng, tình của mẹ như biển rộng mênh mông. Thế nên Đức Phật đã vì Thánh Mẫu Ma Gia mà lên cung trời đáo lợi thuyết pháp, và cũng đã trở về hoàng cung quá độ phụ hoàng Tịnh Phạn chứng vào thánh quả. Và trong vô lượng kiếp về thọ quá khứ, Ngài cũng đã thực hành vô số hạnh hiếu cho đến hy sinh cả thân mạng đối với cha mẹ của mình. Phật xưa hiếu thảo kệ hà sa, đến kiếp hiện nay vẫn đập đà đao lợi thiên cung về viếng mẹ, ca tỳ la vệ đến tìm cha, khom lưng đảnh lễ đồi xương trắng, ghé mặt cho hôn một mẫu già, đến thác kim quang còn bật nắp, so cùng hiếu tử mấy người qua. Theo gương của Đức Phật, Ngài một kiền liên sau khi chứng đắc lục thông, việc làm đầu tiên là đã tìm cách cứu độ mẫu thân thoát nội thống khổ địa ngục, sanh về đao lợi thiên cung. Một liên gương hiếu sáng ngời, Vu Lan của mẹ muôn đời còn ghi, vâng lời Phật dạy hành trì, thanh đề thoát ngục A Tỳ sinh thiên. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đạo tràng, theo lời Phật dạy, noi gương đại hiếu một kiền liên, pháp Vu Lan Bồn đã hiện hữu tại thế gian trên 25 thế kỷ. Đến nay lễ hội Vu Lan đã nghiễm nhiên trở thành ngày lễ truyền thống trọng đại của Phật giáo, của dân tộc và của cả nhân gian. Trên tinh thần đền đáp tứ trọng ân, nhất là tri ân và báo ơn cha mẹ, mỗi đồ thu sang lá luận vàng, ấy mùa báo hiếu lệ Vu Lan, bồi hồi thương nhớ cha và mẹ, hổn thức trong tim suối lệ tràn. Vì vậy hàng năm khi những chiếc lá vàng trao nghiêng trước gió, suối lệ mưa ngâu, âu sầu buồn bã, cảnh vật ảm đạm một màu như gợi nhớ gợi thương. Vặn tiếng chuông chùa ngân nga nhẹ nhẹ lắng sâu vào lòng, khiến mọi người càng nghe bâng khuâng sao xuyến, nhớ về thăm ân nguồn cội. Lại mùa báo hiếu trở về đây, trăm nhớ ngàn thương ngút nẻo mây, gió lành xót nghe buồn một thuở, mẹ cha lao khổ dáng héo gầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư quý liệt vị, nhằm khơi dậy truyền thống tốt đẹp của cha ông và thể hiện tinh thần báo đức thù ân hiếu nghĩa vi tiên của người con Phật, năm nay Phật lịch 2563, dương lịch 2019, mùa Vu Lan báo hiếu một lần nữa lại trở về. Tịnh Xá An Huệ chúng con long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan, nhân cúng pháp y ca sa, nguyện cầu phụ mẫu hiện tiền tăng long phước thọ, cha mẹ quá khứ trực giảng Tây Phương, nguyện cầu cho Phật pháp trường tồn, tăng già đỉnh thịnh, quốc khởi dân an, âm siêu dương thành, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Đây là lý do buổi lễ sáng hôm nay
Thay lời cho ban tổ chức, chúng con thành kính thông qua ngưỡng trên chư tôn liệt vị liền chư cho Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý liệt vị. Giờ đây trong bầu không khí trang nghiêm thấm tình đạo vị, chư tôn thiền đức đã nhận lời cầu thịnh của chúng con quang lâm đạo tràng để chứng minh công đức. Sự hiện diện của quý ngài là hương liệu vô giá giúp chúng con thắp sáng ánh đốt Vu Lan, làm tròn câu hiếu đạo. Chúng con thay lời ban tổ chức thành tâm tri ân chư tôn đức, kính chúc quý ngài sức khỏe, kinh an, chúng sanh dị độ. Và xin gửi lời chúc lành trân trọng tốt đẹp nhất đến với toàn thể đạo tràng, kính chúc quý vị được sở cầu thành tựu vạn sự như ý. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Về tham dự buổi lễ Vu Lan sáng hôm nay, chúng con xin được phép đảnh lễ cung kính giới thiệu sự hiện diện quang lâm chứng minh của chư tôn liệt vị Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính đảnh lễ giới thiệu Hòa Thượng Thích Giác Thành, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Dòng Riền tỉnh Kiên Giang, chủ trì Hoàng Hòa Thượng. Chúng con đảnh lễ cung kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Thiện Ngữ, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lai Dung, Đồng Tháp, trụ trì chùa Kim Thinh. Chúng con cung kính đảnh lễ giới thiệu Thượng Tọa Thích Huệ Thụ, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Lấp Vò, Đồng Tháp, trụ trì tỉnh Xá Ngọc Chiếu. Chúng con đảnh lễ cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Giác Thái, trụ trì tỉnh Xá Ngọc Vi, thành phố Vĩnh Long. Chúng con đảnh lễ cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Huệ Thần, phó ban thường trực kim trưởng quyền trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Tân, Vĩnh Long, trụ trì chùa Phước Linh. Chúng con đảnh lễ cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Giác Trí, trụ trì chùa Bồ Đề, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Chúng con cung kính đảnh lễ giới thiệu Đại Đức Thích Minh Hậu, trụ trì tịnh xá Phúc Hậu, Trà Nóc, thành phố Cần Thơ. Chúng con đảnh lễ cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Giác Tùng, trụ trì tỉnh xá Ngọc Minh, xã Nguyễn Văn Thạnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Về phía chư tôn đức ni, chúng con kính giới thiệu Ni sư Thích Tử Phúc Liên, trú xứ tỉnh xá Ngọc Huệ, núi Sập, Thoại Sơn, An Giang. Chúng con đảnh lễ cung kính giới thiệu Ni sư Nữ Hiền Liên, trụ trì tỉnh xá Pháp Như, Kẻ Răng, thành phố Cần Thơ. Chúng con thành kính đảnh lễ giới thiệu Ni sư Đình Liên, trụ trì tỉnh xá tỉnh An Giang. Chúng con đảnh lễ cung kính giới thiệu Ni sư Thích Nhự Như Hoa, trụ trì chùa Phụ Hưng, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Chúng con cung kính đảnh lễ giới thiệu Ni sư Thích Nữ Như Hương, phó ban trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Lai Vung, Đồng Tháp, trụ trì chùa Ngũ Phước. Chúng con đảnh lễ cung kính giới thiệu Ni sư Thích Nữ Huệ Huệ, trụ trì chùa Linh Phước, tỉnh Vĩnh Long. Chúng con cung kính giới thiệu sư cô Như Thảo, trụ trì chùa Phước Trí, Tâm Quế, Bình Tân, Vĩnh Long. Chúng con đảnh lễ cung kính giới thiệu Ni sư Sư cô Thích Nữ Sĩ Liên, trụ trì tỉnh xá Ngọc Thủy, Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Chúng con đảnh lễ cung kính giới thiệu Sư cô Thích Nữ Lâm Liên, trụ trì tỉnh xá Ngọc Đăng, tỉnh Hậu Giang. Và chúng con thành kính đảnh lễ giới thiệu chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni, trụ trì các tự viện, tỉnh xá, tỉnh thất, điểm Phật đường trong cũng như ngoài tỉnh Vĩnh Long đã khoan hỷ trở về đây chứng minh cho buổi lễ sáng hôm nay. Chúng con cung kính giới thiệu chung. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đại diện các cấp chính quyền đã đến đây giúp chúng tôi cất cao ngọn cờ chú đào trong ngày lễ sáng hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu ông Đinh Văn Lạc, huyện ủy viên bí thư đảng ủy xã Tân Lực. Chúng tôi trân trọng giới thiệu ông Ngô Văn Minh, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Lược.
Chúng tôi trân trọng giới thiệu bà Dương Thị Việt Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Lược. Chúng tôi trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Chuyến, Chủ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lược. Xin trân trọng giới thiệu ông Trương Văn Nhỏ, công chức thi đua khen thưởng Tôn giáo Dân tộc Xã hội xã Tân Lược. Và cũng xin trân trọng giới thiệu toàn thể chư quý vị khách quý, các cơ quan ban ngành đoàn thể, toàn thể nam nữ Phật tử gần xa cũng đã trở về đây thực hành hiếu hạnh trong ngày đại lễ Vu Lan hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu chung A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình đại lễ Vu Lan tình xá an huệ chúng con sáng hôm nay được tiến hành như sau: một, niệm Phật cầu gia hộ, một phút mật niệm; hai, tuyên bố lý do; ba, giới thiệu thành phần tham dự; bốn, thông qua chương trình; năm, cài hoa hồng; sáu, Phật tử cảm niệm Vu Lan; bảy, Phật tử tắc bạch dân cúng pháp y nhiều y; tám, chư tôn đức chứng minh ban đạo từ; chín, cảm tạ của ban tổ chức; mười, hồi hướng và hoàn mạng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay trong không khí trang nghiêm thanh tịnh để nhớ lại công ơn sanh thành dưỡng dục của cha và mẹ trong ngày lễ hôm nay, chúng con xin cung kính cúng dường chư tôn đức những đó hoa hồng và thân tặng toàn thể nam nữ Phật tử những đó hoa hồng đỏ cũng như hoa hồng trắng để tưởng niệm nhớ về thâm ân của hai đấng sanh thành. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong giờ phút này, mời Phật tử Ngọc Đan sẽ trình bày bài hát Bông Hồng Cài Áo kính tặng toàn thể đạo tràng A Di Đà Phật. Mẹ ơi, mùa Vu Lan lại đến, con được cài hoa hồng, hoa hồng trắng yêu thương. Lòng con nghe chua xót nghẹn ngào vì con biết đời con không còn con mẹ. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Cuối mai này mẹ hiền có mong đi như đó hoa không mặt trời, như che thương không nụ cười, ngờ đời mình không lớn không thêm như bầu trời thiếu ánh quý sư tự cài hoa cho các cấp chính quyền. Mẹ là dòng suối điều hiền, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng chân sâu, là ánh tu trong đêm khi lạc lối. Mẹ là lọt mía ngọt ngào, mẹ là ngày vui buồn cao, là tiếng ghi đêm thô, là nắng ấm nước chung, là cung lý yêu thương cuộc đời. Dù một ngày nào đó nhìn mẹ yêu nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi mẹ có biết hay không, biết gì, biết là còn thương mẹ không. Oh,
trong suối yêu hiền. Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mơ trên cao, là mắt sáng chân sâu, là ánh đu trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là luôn Nam Mô A Di Đà Phật. Ban tổ chức chúng tôi cũng nhận được phần quà lưu niệm của chính quyền xã Tân Cực đã đến đây. Thì giờ phút này chúng tôi xin mời đại diện của chính quyền đến trao phần quà cho ban tổ chức tỉnh xã An Huệ ngày lễ sáng hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin quý vị cho một tràng pháo tay A Di Đà Phật. Xin cảm ơn ông Phạm Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lược, và cảm ơn phần quà đầy tình nghĩa của Ủy ban A Di Đà Phật. Trung ương ngày vọng hội Vu Lan, bến giác chiều thu sắp đạo ngàn. Những ai là kẻ mang ơn nặng, đều vận lòng thành đón Vu Lan. Vào giờ phút này, kính mời Phật tử Tâm Minh thay lời cho toàn thể nam nữ Phật tử trình bày bài cảm niệm Vu Lan trong ngày lễ sáng hôm nay. A Di Đà Phật, mời Phật tử Tâm Minh quỳ đó luôn. Mời Phật tử quỳ tại chỗ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni sư, chư tôn đức tăng ni. Kính thưa đại diện các cấp chính quyền địa phương, quý quan khách, quý nam nữ Phật tử. Kính thưa quý liệt vị, thế là mùa hạ nửa đã đi qua, tháng 7 mưa ngâu gửi về cho chúng con bao cảm xúc của mùa Vu Lan báo hiếu. Ngày hướng trọn về mẹ kính yêu, nơi đây trước Phật đài trang nghiêm, Phật tử chúng con xin được phép cùng chư tôn đức và toàn thể đạo tràng trọn vẹn một phút mặc niệm về mẹ, đấng sinh thành đã tạo nên hình hạt bằng niềm đau tột độ. Kính thưa mẹ, nhìn khói hương trầm quyện giữa ngôi bảo điện thu nghiêm, lòng chúng con thành kính hướng về mẹ, người mà con thương yêu nhất và cũng là người không thể thiếu trong đời con. Kính thưa mẹ, ngày con bắt đầu đánh dấu sự tồn tại của mình trên cuộc đời này là ngày con nằm trong bụng mẹ. 9 tháng 10 ngày mẹ đã cung mang con. Một tiếng động mạnh sợ làm con giật mình, một cái chạm mẹ cũng sợ làm con đau. Mẹ nâng niu con như báu vật của mình. Khi con cất tiếng khóc chào đời, người đầu tiên con nhìn thấy và vỗ về con,
chính là mẹ. Mẹ dịu dàng trao cho con dòng sữa ngọt. Mẹ ôm con vào lòng và hơi ấm của mẹ lan tỏa quanh con. Thời gian con lớn lên, con biết lợp, biết bò, biết đi, biết nói, và con biết gọi mẹ ơi. Ôi, ngôn ngữ trần gian khờ dại quá, nói sao vừa hai tiếng mẹ ơi. Mẹ ơi, những ngày con còn thơ ấu, mẹ đã khổ nhọc săn sóc. Con từng mặc quần tắm áo, lo cho con từng ngụm cơm bát cháo. Cũng chính tay mẹ đã dìu con từng bước chân đầu tiên trong cuộc đời. Để con được vững vàng đến trường, mẹ cũng đã cầm bàn tay nhỏ nhắn của con nắn nót những chữ y a. Khi con lưỡng cung, bàn tay mẹ đã đưa con qua những đoạn đường, những giai đoạn chắc trở trong cuộc đời con. Cũng chính mẹ là người đồng hành cùng con những khi con tuyệt vọng, và khi con trưởng thành thì mẹ đã già rồi. Tóc mẹ đã lâm râm những sợi trắng, trên trán mẹ đã in hằn những nếp nhăn, mắt mẹ đã không còn sáng long lanh như họ nào. Mẹ cho con tất cả, hết quãng đời tuổi xanh, cả thương yêu biểu ngọt, rộng hơn biển trời xanh. Mẹ là gió mát chân thanh, là tiên hiền diệu, là cành thì dương. Mẹ là hoa, mẹ là hương, mẹ là cùng ngọi, nguồn cội tình thương nhiệm màu. Cho con dòng sữa ngọt đường, mẹ là ánh sáng vầng dương diệu kỳ. Xua đêm tâm tối qua đi, mang mùa xuân đến thầm thì bên con. Thật vậy, nếu tình mẹ như dòng suối nguồn bất tận, như biển rộng bao la, thì ân của cha cũng sánh tầng trời xanh, cao như núi Thái. Nếu như lúc nào mẹ cũng dịu dàng ấm áp, thì cha lời ít khi biểu lộ tình cảm của mình với chúng con. Bởi lẽ vì cha là trụ cột gia đình, bởi do bản tánh cứng rắn của người nam, nên cha thường nghiêm khắc và ít chia sẻ hơn mẹ. Nhưng con biết cha rất thương con. Cha đã làm lụng vất vả quanh năm, bán mặt cho đất, bạn lưng cho trời, không ngại nắng gió mưa chiều, tất cả chỉ vì tương lai và cuộc sống của chúng con. Cha luôn là người động viên và soi sáng cho con mỗi khi con lầm đường lạc lối. Vụ không ít lần con ngộ nghịch để cha phải buồn lòng, nhưng lòng vị tha của đấng sinh thành, cha vẫn luôn bao dung và thầm lặng theo dõi từng bước con đi. Cho con cuộc sống sung dày, cha đã gánh hết nặng cay riêng mình, cả đời chấp nhận hy sinh, đổi lời hạnh phúc gia đình ấm no. Cha là ánh sáng bình minh, cha là trăng sáng lung linh đêm tàn, cho con cuộc sống huy hoàng với bao mộng ước ngập tràn yêu thương. Kính thưa cha mẹ, cũng lắm khi cha mẹ vì con mà dấn thân trong cực khổ để cho con được đầy đủ với người. Cha mẹ cũng không ngại bất cứ một khó khăn gian khổ nào, miễn sao là các con được ấm no, được khôn lớn và được học hành đến nơi đến chốn. Tất cả những việc cha phải sớm hôm tạo tần chỉ vì lo cho các con, những đứa con ngây thơ khờ dại của mình. Vậy mà vì sự ương bướng của mình, con không biết đã bao nhiêu lần con đã làm lòng cha phải buồn và nước mắt mẹ phải rơi vì con. Hôm nay đây,
khi con đứng trước bậc đài uy nghiêm, con xin một lần được tạ lỗi cùng cha mẹ. Xin người hãy tha thứ lỗi lầm của con. Hôm nay xin cho con gửi đến cha mẹ tấm lòng tri ân thầm kín. Con xin cảm ơn cha, con xin cảm ơn mẹ đã sinh con ra trong cuộc đời này. Cảm ơn cha mẹ đã mang đến cho con một sự sống và một hình hài nguyên vẹn. Cảm ơn người dành cho tất cả tình thương của mình cùng con đi trên nhạc nẻo đường đầy chông gai thử thách của cuộc đời con. Và ngàn lần, vạn lần con xin cảm ơn người. Hồng đỏ cài lên đẹp tuyệt vời, hãy nên trân trọng nhé người ơi. Những ai còn mẹ còn hoa đỏ, màu đỏ thắm tươi vẻ rạng ngời. Diệm phúc cho ai còn có mẹ, sống trong tình mẹ thật vô biên. Vô lăng bảo hiểu vui bên mẹ, thấy sự thân chồng vẫn thản nhiên. Thưa cha mẹ, hôm nay con rất hạnh phúc và sung sướng khi cài trước ngực mình một đóa hoa hồng tươi thắm của tình phụ tử mẫu tử thiêng liêng, nhưng cũng không khỏi chạnh lòng khi nhìn ai đổ hoa trắng thổn thức lệ trào tuôn. Bởi vì ngày mai không còn mẹ, hoa hồng thay hoa trắng cài lên áo của con. Dù con không bao giờ muốn trên áo mình là một đống hoa trắng, nhưng sinh tử vốn là quy định của cuộc đời. Còn và mất là một cái gì đó lớn lao trong cuộc đời mà con không thể thay đổi được. Nhưng dù mất hay còn, vì cả một bầu trời thương yêu dịu ngọt của cha mẹ đã sưởi ấm và ung đúc con nên người bởi vậy mà. Dù lan đến thêm người cài hoa trấn, trần gian buồn thêm kẻ mồ côi. Dù ai can đảm nói rằng tôi không khóc khi tôi cài hoa trắng, vì trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười. Chắc chắn trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác hụt hẫng thật nghẹn ngào, vì từ nay trên cuộc đời này con không còn được nhìn thấy bàn tay che sạn của cha, cũng không còn thấy nụ cười hiền diệu của mẹ. Liệu có ai toàn tâm lo cho con? Có còn ai hỏi han khi con đau con ốm? Còn có ai quan tâm con những lúc con vui buồn khi con gặp khó khăn? Còn đâu bờ vai vững vàng của cha cho con nương tựa? Còn đâu nụ cười ấm áp của mẹ đã vỗ về con khi con yếu lòng? Và còn đâu những ngày tháng êm đềm bên cha mẹ? Nhặt cánh hoa rơi chợt thấy buồn, hoa hồng màu trắng giọt lệ rơi. Ngày thơ con trẻ ngồi mong đợi, hình ảnh thân thương chẳng thấy về. Ôi, tình thương của cha mẹ đối với các con nhiều vô tận, tấm lòng chất ẩn của người thật cao đẹp và thiêng liêng. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông. Núi cao biển rộng mênh mông, nguyện xin báo đáp trọn lòng kính ân. Và trước khi dứt lời, con xin thành tâm cầu nguyện chư tôn thiền đức sức khỏe dồi dào. Mãi là bóng đại thọ, là thiền từ che chở đưa chúng con đến bờ thanh lương. Kính chúc quý liệt vị thân tâm thường an lạc, đạo pháp kiên trì, đạo tâm kiên cố, đạo hạnh trang nghiêm, đạo hóa viên thành, nhất là luôn sống trọn vẹn trong tình thương của cha mẹ. Nam mô Đại Hiếu Ngũ Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Công dưỡng dục một đời lận đần, nghĩa sanh thành vương vấn cả trăm năm. Bên đời con cha mẹ vẫn âm thầm, luôn che chở bằng bóng râm mát dịu. Cảm ơn Phật tử
Tâm Minh đã thay lời cho toàn thể nam nữ Phật tử nói lên tấm lòng hiếu hạnh nhớ về công ơn của cha và mẹ trong ngày lễ Vu Lan sáng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Cũng để tỏ lòng thương nhớ thâm ân sanh thành dưỡng dục đau của hai đấng sanh thành, tiếp theo đây Phật tử Hạnh Đăng sẽ trình bày bài Vu Lan buồn thân tặng toàn thể đạo tràng A Di Đà Phật. Mời Phật tử Hạnh Đăng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn Đức và các chư Phật tử, con là Thùy Trang, pháp danh là Hạnh Đăng. Hôm nay nhân ngày lễ Vu Lan, con xin hát một bài hát Vu Lan buồn để dâng lên chư Tôn Đức và toàn thể quý vị Phật tử. Kính chúc chư Tôn Đức và quý vị Phật tử tâm thân thường an lạc, vạn sự cất tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Mm-hmm.
sự cất tường như ý. Đây chúc lòng thành con kính dân của ti bất túc chữ tình, nguyện cầu Phật pháp truyền lưu mãi, ánh đạo trang hòa khắp nhân sinh. Tiếp theo đây chúng con xin trân trọng giới thiệu Phật tử Ngọc Liên sẽ thay mặt cho toàn thể nam nữ Phật tử đạo tràng kính nhân lời tác bạch cúng dường pháp y ca sa buổi lễ sáng hôm nay. Mời Phật tử Ngọc Liên, A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng ni sư, chư tôn đức tăng ni chứng minh. Hôm nay Phật tử tụ về đây để thành tâm đảnh lễ xin tác bạch. Kính bạch trên chư tôn thuyền đức, chúng con được nghe cổ đức có dài: cây có cội mới đơm bông kết trái, nước có nguồn mới tỏ khắp gạch sông. Phàm thọ thân người ai ai cũng có tổ tông, ông bà cha mẹ. Lời dạy ấy đã làm chúng con bồi ngồi xúc động, cảm nghĩ về song thân 9 tháng cô mang 3 năm bồng ẩm. Ôi ơn cha mẹ mênh mông khó tả, hơn bể khơi hơn cả hư không. Lấy chi sánh ví cho bằng, biết chi đền đáp xứng công ơn này. Công ơn ấy ví tở trời cao biển cả, không vể một sớm một chiều mà đền đáp được. Thế nên mỗi khi gió thổi về, đất trời chuẩn bị chuyển sang thu, nhìn từng chiếc lá vàng đang cuộn vào hư không mênh mông vô tận, báo hiệu mùa du lan lại đến. Những lời kinh du lan, những tiếng chuông vang vọng trong lòng mọi người con Phật, đã niềm cảm xúc cho tất cả chúng ta là ngày của những người con hiếu hạnh hướng về hai đất sinh thành. Âm thầm con đếm bước thời gian, nghĩ nhớ sống thân suối lệ tràn, mong mỏi mau đến rằm tháng 7 lễ đàn báo hiếu hội du lan. Hỡi những ai đang còn mẹ, chúng ta hãy trăng hãy tận hưởng tình yêu thương đó, một tình yêu không có vì thay thế được. Mẹ là hương hoa tỏa ngát, mẹ là vì sao sáng giữa đêm trường, mẹ là cả một tâm tình tha thiết, mẹ của con yêu yêu cả cuộc đời. Cha là ánh nắng đỉnh trời, sưởi lòng con ấm giữa đời bể dâu. Bên cha con thấy yên lòng, cho con điểm tựa vững trong đời này. Giờ đây trên nẻo giảng đường, con đi mới hiểu tình thương mẹ hiền. Đời con xuôi ngược bao miền, nhưng tình cha mẹ là nguồn yêu thương. Du lan rồi nhớ ngàn thương, hiếu ân con trẻ vẫn dương trong lòng. Áo con cài thấm hoa hồng, thấm tình cha mẹ như đồng lúa xanh. Đêm nay trăng sáng đỉnh non, con xin sẽ nửa trăng tròn kính dâng. Dâng người tóc bạc lưng còng, hai xương một nắng mà lòng sắc son. Hôm nay cũng là ngày chư tôn đức mạng hạ 3 tháng ăn cư túc liễu, thân tâm trao dồi dưới đất đạo lực thắng tấn,
quý ngài đã thêm một tuổi đạo. Chúng con ký chúc quý ngài đạo thọ miên trường, chánh quả viên thành, luôn là bóng mát cõi Bồ đề, nói truyền giáo pháp Như Lai, soi sáng con đường chánh pháp, cho chúng con làm tròn hiếu hạnh và gặt hái hạnh phúc trên cuộc đời. Kính bạch chư tôn đức, điều hạnh phúc nhất là chúng con được tụ về ngôi Tam Bảo, được nghe giáo lý Phật Đà. Cha mẹ sinh thân cốt nhục cù lao, thầy tổ soi sáng pháp Như Lai, giờ đây vâng lời Phật dạy, trong mùa Du Lan báo hiếu để đền đáp ơn sinh thành, cũng như báo ơn Tam Bảo. Hàng Phật tử chúng con câu hỏi về tịnh xá an huệ, chúc mừng khánh tế chư tôn đức, thêm hạ lập và nói rương tôn giả Mục Kiền Liên, dâng cúng pháp y và lễ vật cho chư tôn thiền đức và quý ni sư, để quý ngài tùy duyên làm hành trang trên bước đường hoằng pháp lợi sinh. Chúng con xin hồi hướng phước báo này cầu nguyện cho Phật Nhật Tân Huy, pháp luân thuần chuyển, thiên hạ thái bình, nạn tai tiêu diệt. Và cũng nhờ phước báo này mà đời đời chúng con được gặp Tam Bảo. Chúng con nguyện hồng ân Tam Bảo chứng minh phổ độ cho cha mẹ và gia quyến hiện tiền được an vui trường thọ, tội diệt phước sanh Bồ đề tâm, tăng trưởng tinh tấn tu hành đến ngày viên mãn. Đồng thời nguyện cho cha mẹ nhiều đời về quá khứ, cũng như cụ Huyền Thất Tổ được siêu sinh tịnh độ âm siêu dương thời, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Ngưỡng trên hòa thượng chứng minh chư thượng tọ quý ni sư chư tôn đức tăng đi từ bi nạp thọ, cho chúng con được ăn trên công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lạy tăng người thừa chí cả, thay Thế Tôn truyền bá đạo màu, tùy duyên quá độ vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đầu chúng sinh. Vào giờ phút này, để cho quý nam nữ Phật tử được ân chiêm công đức, chúng con kính cung thỉnh hòa thượng chủ trì chùa Giảng Hòa ban đôi lời chứng minh, và chúng con kính cung thỉnh thượng tọa chủ trì tịnh xá Ngọc Chiếu ban lời đạo từ, đến cho toàn thể đạo tràng được ân chiêm pháp lạc. Nam mô A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy thập phương tam thế chư Phật, thầy tổ chứng minh, chư thiên long thần hộ niệm phổ độ. Hôm nay là ngày 14 tháng 7, nơi đây là tịnh xá An Huệ. Sư cô chủ trì và quý thiện nam tín nữ trở về nơi đây thiết lễ cúng dâng pháp y để đền đáp công ơn của sanh thành dưỡng dục. Đúng với lời Phật dạy, chúng ta làm người hay là con người làm con của Phật phải biết tứ trọng ân mà quý vị đã thực hành được. Thay lời cho giáo hội Phật giáo Việt Nam, mới xứng đáng với cái lòng Phật tử chẳng nệ đường xá xa xôi, bỏ công ăn việc làm, gác việc nhà việc cửa cùng quý sư cô hy sinh thời gian này để lập lễ báo đáp ân cha mẹ sanh thành dưỡng dục, kế đó để ân đất nước, ân Tam Bảo, rồi ân đồng bào chúng sanh. Là quý vị làm trong một lúc, đây cũng là cái lễ hội thay thời cho giáo hội Phật giáo Việt Nam chứng minh công đức của sư cô chủ trì và quý thiện nam tín nữ chẳng nệ đường xá trở về đây để thiết lễ cúng dường hôm nay, chứng minh công đức đó. Bằng tôi đứng riêng về bản thân thì chắc không hài lòng với Phật tử. Tại sao tôi mượn lời của giáo hội Phật giáo Việt Nam? Bởi vì một thành viên tu hành chân chánh lo cho Phật giáo, các chùa cũng là cho Phật giáo, bản thân tôi cũng sống vì Phật giáo, nên mượn cái lời đó để chứng minh công đức của quý thiện nam tín nữ mới xứng đáng với lòng hiếu dưỡng của Thích Tử, để thay lời chứng minh công đức cho quý thiện nam tín nữ
vui lòng để mà tiếp tục cái hành trình trên con đường sống của cuộc đời chúng ta, để lập cái hội để rây cuộc hòa bình cho thế giới. Vì chỉ có con người Phật tử mới đem lại sự hòa bình. Hôm nay thay lời để chứng minh công đức, cầu xin Tam Bảo chứng minh quý Phật tử thanh tịnh lắng nghe bằng câu trong kinh Di Giáo có dạy rằng: dù cho có nói ngàn lời mà không lợi lạc cho đời ích chi, vài lời ý nghĩa được thì nghe rồi an tịnh còn thì vui hơn. Dù cho trên bãi chiến trường thắng ngàn quân giặc vẫn thường chưa dinh, sao bằng chiến thắng tự mình mới là chiến thắng thật tình tối cao. Thiên thần hai dẫu pháp bà, phạm dương hai dẫu cho là ma dương, không ai có thể cự đương với người tự thắng tự cường bản thân. Hãy nên kinh lễ tôn sùng những ngày kỳ lão mà tôn ông đức lành, được dày bốn pháp tăng nhanh sức hùng thọ sắc lạc thành tựu mau. Kính thưa quý vị, vậy quý vị lễ Phật, lễ pháp, lễ tăng để đó quý sư cùng trong giáo hội chứng minh đó là công đức của vị để đền ơn xây dựng xã hội đất nước chúng ta hòa bình, xin Tam Bảo từ bi chứng minh. Kế đến cũng thưa quý vị, cũng trong mấy sư quý thiện nam tín nữ và quý sư cô trụ trì có mời được sư Phượng Tạ giác thủ về nơi đây, vậy kính lời mời sư Phượng Tạ giác thủ cũng thay lời để mà nói lên ý nghĩa lễ Vu Lan của quý thiện nam tín nữ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Hòa Thượng Chứng Minh, kính bạch trên Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa các cấp chính quyền, cơ quan ban ngành sở tại xã Tân Lược, kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử hiện diện, được sự chỉ dạy của Hòa Thượng cũng như ban tổ chức, chúng tôi đại diện cho Chư Tôn Đức ở đây cũng có đôi lời qua trong cái pháp hội Vu Lan báo hiếu. Thưa toàn thể chư quý vị, trong cái đoạn chót kinh Vu Lan có nói rằng: lưu truyền sự tích mấy ngàn năm, mỗi độ thu sang mỗi độ rằm, sấm lễ Vu Lan cam mỹ phẩm, dân tăng tự tử chí thành tâm, mẹ cha kiếp trước duyên thanh thoát, cha mẹ đời này phước thầm thâm, mong nguyện nhân sanh mùa báo hiếu, nhớ ơn tôn giả luyện khôn cầm. Thưa toàn thể chư quý vị, cách đây trải qua trên 25 thế kỷ, Đức Phật Thích Ca Ngài đã chỉ dạy Ngài một kiền liên. Sau 3 tháng an cư kiết hạ, Chư Tôn Thiện Đức Tăng Già thuốc liệm thân tâm, trao dồi giới đức, giới định tuệ, trong sạch và thanh tịnh. Người nên đem đoạn trăm món trái cây năm màu mà cúng dường 10 phương tăng. Thì Ngài một kiền liên như pháp cúng dường, và đồng thời có hiệu quả mẫu thân sinh về thiên giới. Đến hôm nay chúng ta cũng như nơi đây, tỉnh sát An Huệ sư cô chủ trì cùng toàn thể Phật tử long trọng tổ chức, cũng nhằm qua để thể hiện qua tinh thần pháp Vu Lan báo hiếu đến cha và mẹ hiện tại cũng như đã quá cố, thể hiện qua tinh thần tri ân và báo ân. Trước khi chúng tôi trình bày cùng với quý vị, chúng tôi cũng nói không ngoài nội dung và ngắn gọn để cho có cái gì thực tế hiện tại hơn. Thưa quý vị, Vu Lan là gì? Nói về Nam truyền thì với cái nguyên âm của văn Bali là Ulan Balara. Còn nói về Bắc truyền Hán Tạng Sanskrit thì từ chữ Vu Lan dịch là giải đảo quyền. Còn nếu nói Việt dịch thì chúng ta rất dễ nghe, rất dễ hiểu, đó là tháo cởi sự treo ngược. Thưa toàn thể chúng quý vị, như vậy thì pháp hội Vu Lan muốn báo hiếu cho cha mẹ chúng ta hiện tiền cũng như quá giả, không đâu ngoài khác chính là tháo cởi sự treo ngược của cha và mẹ chính mình. Và chúng ta báo hiếu cha mẹ chúng ta có hai cách. Một là hạnh hiếu đối với tất cả những cái hoạt dụng từ nhãn nhị thị thiệt thân
thì đó là nói về hành hiếu. Còn nói về tâm hiếu là cái hoạt dụng của nội tại ở trong thâm tâm của chính mình để được an định và thanh tịnh, đó là tâm hiếu. Thì thưa toàn thể chư quý vị, chúng ta nhìn lại cái quá trình lịch sử và đồng thời qua kinh Vu Lan cũng như báo hiếu. Đối với công ơn sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ, chúng ta không thể nào dùng bằng ngôn từ những hành động nào đó qua những cái hoạt dụng mà trả hiếu cho tròn đủ. Cho nên trong kinh báo hiếu, Đức Phật nói rằng dù cho chúng ta có vai trái cổng cha, vai mặt cổng mẹ, tất cả những thức ăn vật uống, thậm chí tiểu tiện trên người, đi từ chân núi Tu Di bên này sang chân núi Tu Di bên kia trải trăm ngàn kiếp như thế, việc khó làm mà chúng ta làm được, Đức Phật nói cũng không thể nào trả ơn được. Và xương nhường ra mở, khoét phụng xong ngươi, trải trăm ngàn kiếp chúng ta mù tối như thế, việc khó làm mà chúng ta làm cũng không thể nào trả ơn cho cha mẹ được. Thậm chí chúng ta có bãi báo kim ngân lưu ly pha lê sa cừ xích châu cả mã não, cả tam thiên đại thiên thế giới chúng ta bố thí cúng dường để hồi hướng phước báo và công đức của chính mình đến với cha mẹ, Đức Phật cũng kết thúc rằng không thể nào báo hiếu cho cha mẹ chúng ta được. Đó là một điều tiên quyết trọng yếu của kinh báo hiếu. Và điều kiện thứ hai trong kinh báo hiếu, Đức Phật ngài cùng A Nan và đại chúng thì đi đến gặp một đống xương, ngài xịch xuống lại, và đồng thời A Nan mới hỏi Đức Phật rằng thầy là từ phụ bao vương bốn loài, sao thầy lại đóng xương như thế? Đức Phật ngài nói rằng đóng xương này có thân ta, thân cha mẹ ta, thân bằng nguyên thuộc ta trong nhiều đời nhiều kiếp, cho nên ta lại đây là lễ lại người thiền bối. Đây cũng là một điều trọng yếu mà chúng ta nên quan tâm để chúng ta có một cái nhìn cho sâu thẳm đối với công ơn sanh thành dưỡng dục của cha và mẹ. Thưa toàn thể chứ quý vị, đó là muốn đại thể thể hiện cho cái tinh thần đại thể chứ không phải cá nhân. Khi thân phận này chúng ta sanh ra, cha mẹ hiện tiền, mà chúng ta phải nhìn cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của chính mình. Bởi vì trong kinh Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh, người nam là cha ta, người nữ là mẹ ta, chúng sinh chung là cha mẹ ta. Cho nên muôn đời nghìn kiếp sinh ra nơi nào chúng nào, chúng ta cần phải lấy tất cả những cái pháp lý từ bi bình đẳng đem lại lợi ích cho mọi người. Thưa toàn thể chứ quý vị, chúng tôi xin nói qua một đoạn kinh Vu Lan, quý vị thấy rằng Đức Phật dạy pháp Vu Lan trong cái ngày tự tứ tăng mà chỉ đem có đồ ăn trăm món trái cây năm màu cúng dường mười phương tăng, thì cha mẹ mình được sự siêu và mình được hiếu, mà mình có những phước báo. Như vậy thì chúng tôi đặt để lại một cái vấn đề để chúng ta mới thấy rằng cái điều kiện quan trọng Đức Phật chư tổ muốn nói cái gì. Thí dụ bây giờ hiện tại thực tế, cái người giàu sang, người ta có tiền, ta đem năm loại trái cây, nào là chôm chôm, nhãn, măng cụt, xoài, ổi, năm loại trái cây đó người ta đem cúng, cái bắt đầu được phước, được có hiếu, và cha mẹ được siêu. Như vậy thì chúng tôi nhìn về cái góc độ hai cái thái cực giữa giàu và nghèo. Vậy cái người nghèo, người ta rớt mồng tơi, ta đi xin ăn đó, người này không báo hiếu được sao? Người này không có phước sao? Người này bất hiếu, rồi người ta không có duyên, thì vậy là người này không có hiếu với thảo với cha mẹ sao? Mà tại sao trong kinh Vu Lan ngày khi Đức Phật ngày báo hiếu rồi, đúng nhất phương thức ngày một kiền liên đã thực hiện, thì ngày một kiền liên còn hỏi rằng từ đây trở về sau vua quan cho đến bậc lê dân bình thường vẫn làm pháp Vu Lan báo hiếu được? Mà tại sao thực tế chúng tôi trình bày cho quý vị đó, người giàu thì làm được mà người nghèo không thể làm được? Làm sao có đồ ăn trăm món trái cây năm màu mà cúng dường mười phân tăng để cho cha mẹ mình được siêu, mình có hiếu và mình có phước đây? Cho nên nếu nói về sự thì chúng ta thấy rằng cái này nó không cân bằng. Mà chúng ta phải hiểu lý pháp tu thì chúng ta thấy rằng dù đó là quan vua, dù đó là lê dân bình thường, vẫn có năm loại trái cây này để cúng dường mười phương tăng và cha mẹ chúng ta được siêu. Đây là một điều thực tế mà chúng ta phải 100% có một niềm tin vững chắc đối với chư Phật, đối với Bồ Tát một kiền liên,
đối với những vị tiền bối. Thì loại trái cây năm màu đó là gì? Biểu trưng cho ngũ thừa Phật giáo. Điểm thứ nhất là nhân thừa, điểm thứ hai là thiên thừa, thứ ba là thanh văn thừa, thứ tư là duyên giác thừa, và thứ năm là Bồ Tát thừa mà Ngài Mục Kiền Liên đang thực hiện Bồ Tát đạo đây. Thì thưa toàn thể chứ quý vị, năm loại trái cây đó, nhân thừa là gì? Là cái người đó sống ở trong cái tinh thần đạo Phật là phải quy Tam Bảo thọ trì ngũ giới. Quy Tam Bảo thọ trì ngũ giới, người này đâu có cần phải những cái loại trái cây năm màu thực tế của tướng này, mà chúng ta đem áp dụng cho chính mình được tam quy ngũ giới, và chúng ta có thể xương minh tam quy ngũ giới này đối với bao nhiêu mọi người, rồi tu thập thiện, chúng ta sẽ được sanh lên thiên giới. Nó ngược lại vấn đề tan nghiệp. Thân thì có ba điều ác: sát sanh, đạo tặc, tà dâm. Khẩu thì có lưỡi thiệt, ý ngôn, ác khẩu, vọng ngữ. Còn trong tâm lý ở bên trong là cái ý tham sân và si. Nếu chúng ta thực hiện được như thế, chúng ta sẽ được sanh lên thiên giới. Rồi cái loại trái cây thứ ba là thanh văn thừa, thì chúng ta phải tu tứ đế, khổ tập diệt đạo. Khổ tập là nhân quả của thế gian, diệt đạo là nhân quả của xuất thế gian. Ngay đây là chứng thánh quả. Còn cái loại trái cây thứ tư là duyên giác thừa, là chúng ta phải tu thập nhị nhân duyên, từ vua Minh Sơn Thành cho đến lão tử. Cái loại trái cây thứ năm là Ngài Bồ Tát Mục Kiền Liên đang thực hiện làm Bồ Tát đạo. Bồ giả phổ giả tác giả tế giả cứu cấp chi nguy này thì Bồ Tát thường ban vui diệt cứu khổ tất cả chúng sinh. Hay là Bồ Tát phải có tâm từ bi, từ năng giữ như thế chúng sanh chi lạc, bi năng bạc như thế chúng sanh chi khổ, thường ban vui và cứu khổ tất cả chúng sinh. Chính đó là cái hạnh hiếu, là cái hoạt dụng của tất cả các căn mà chúng tôi trình bày trên. Thì đó là một điều kiện tối cần mà Đức Phật chư Tổ, chư Bồ Tát cũng đều hướng dẫn và chỉ dạy cho chúng ta. Năm loại trái cây này tất cả chúng ta ai cũng có thể làm được, tùy theo mỗi loại hình, tùy theo mỗi trình độ căn cơ mà chúng ta đem những loại trái cây đó ứng dụng vào trong đời sống của cuộc sống đời thường. Cho nên do vậy năm loại trái cây này chắc chắn tất cả mọi người cũng đều có. Và chúng tôi còn có một điều nghi nữa mà tất cả ai cũng phải nghi, ai cũng phải có một cái phân biệt. Thí dụ bây giờ trong kinh Vu Lan, chúng ta phải tin tưởng rằng Đức Phật là con người có lịch sử, Ngài Mục Kiền Liên là con người có lịch sử, Bà Thánh Đề là con người có lịch sử. Mà con người có lịch sử là chúng ta biết là con người thật. Cho nên do vậy Đức Phật thành đạo Vô Thượng Bồ Đề, chánh đẳng chánh giác, lên cung trời đau lợi thuyết pháp cho Thánh Mẫu Ma Gia nghe. Và Ngài Mục Kiền Liên chứng được lục thông, xuống địa ngục nhờ Đức Phật, và đồng thời cũng làm pháp Vu Lan để cứu mẹ được siêu sinh về thế giới, để không còn ở đọa đài trong cái ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy thì chúng ta là người phàm phu, chúng ta phải so sánh, chúng ta phải phân biệt. Đức Phật có thần thông lên cung trời đáo lợi thuyết pháp, Ngài Mục Kiền Liên có thần thông xuống địa ngục mà lại được Đức Phật hỗ trợ, Ngài cũng làm được việc đó. Còn chúng ta là người làm phàm phu, làm sao biết cha mẹ ta ở đâu mà trả ơn cho cha mẹ mình? Ngài Mục Kiền Liên có lục thông nhờ Đức Phật hỗ trợ, biết được pháp Vu Lan mà cúng dường bố thí để hộ ứng cho cha mẹ. Nếu nói về góc độ thực tế hiển tiền, chúng ta có hiện diện trong cuộc đời đây, cha mẹ chúng ta thì chúng ta báo hiếu được, nhưng mà cha mẹ chúng ta quá khứ, làm sao chúng ta trả ơn, làm chúng ta sao chúng ta báo hiếu, làm sao chúng ta làm pháp Vu Lan? Đây là một điều quan trọng mà chúng ta cần phải phân biệt và hiểu biết. Đức Phật có thần thông thì chúng ta cũng có thần thông. Thưa chú quý vị, Đức Phật có thần thông, Ngài Mục Kiền Liên có thần thông, cũng là thần thông biến hóa. Còn chúng ta cũng có thần thông, nhưng mà quý vị biết thần thông gì không? Đó là thần thông diệu dụng. Thần thông diệu dụng của chúng ta trong cái pháp Vu Lan mà chúng tôi năm loại trái cây đó, nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa, tùy theo mọi loại hình, tùy theo mọi trình độ căn cơ mà chúng ta áp dụng đời sống để làm lợi cho tất cả chúng sinh. Người nam là cha ta, người nữ là mẹ ta. Nếu chúng ta có tham sân si với người nam là chúng ta bất hiếu với cha của chính mình, nếu chúng ta có tham sân si với người nữ là bất hiếu với mẹ của chính mình.
Cho nên muôn đời mình kiếp sanh ra nơi nào, chốn nào, chúng ta vẫn lấy những cái pháp luân thường biết mình đang đó lợi cho mọi người, chính là một phần nào trả ơn cho cha mẹ. Thưa toàn thể quý vị, chúng tôi nói nơi đây rồi, chúng tôi nói thực tế quý vị thấy rằng quý vị nên dè dặt và mới biết rằng chúng sinh, người nam là cha ta, người nữ là mẹ ta, thậm chí vua mới là cha ta, máy là mẹ, mới thực thể là chúng ta mới qua tầm hiệu. Bây giờ chúng tôi xin đơn cử, thí dụ quý vị gia đình có chừng một hai đứa con đi, sanh ra cái nói trời ơi con tôi sao nó giống mẹ, giống cha nó quá, trời ơi con tôi nó giống sao giống ông nội bà nội nó quá, trời ơi con tôi sao nó giống ông ngoại bà ngoại nó quá, hoặc là bên nội bên ngoài, có giống người ngoài nào khác không quý vị? Chính từ chỗ đó chúng ta mới nhìn cái góc độ xa, trong cái nghiệp lực của mỗi người đi trong luân hồi. Cho nên nó là luân hồi lộn lọ cõi hồng, khi cha khi mẹ khi chồng khi con, mới kiếp trước đến đòi kẻ tớ, kiếp cái sao làm tớ bị đòn. Cho nên Đức Phật ngài mới nói tinh thần đại thể, tất cả chúng sinh người nam là cha, người nữ là mẹ. Cho nên do đó chúng ta phải luôn luôn nơi nào chốn nào sanh ra nơi đâu phải dùng những cái pháp lý từ bi mình đặng đem lại ích cho mọi người, chính là trả ơn cho cha mẹ thực tế trong cuộc sống vậy. Dù đó là vua quan hay là người dân bình thường cũng có cái pháp này để báo hiếu. Chính từ đó chẳng những báo hiếu cha mẹ mà chúng ta còn báo hiếu cả tứ trọng ân, ân tam bảo, ân cha mẹ, ân đất nước và ân đồng bào nhân loại, đến với người xuất gia là ân đàn na tinh thí. Cho nên chính vì thế chúng ta hiểu biết như thế, chúng ta mới biết rằng pháp vu lên là thực tế, là thiết thực nhất. Tất cả mọi người dù giàu hay nghèo, dù quan quyền hay là những người dân bình thường cũng vẫn có cái pháp vu lan này báo hiếu đến với cha và mẹ. Thưa toàn thể chư quý vị, trở lại vấn đề, trong vu lan có ba điểm trọng yếu. Điểm thứ nhất là Đức Phật, điểm thứ hai là Mục Kiền Liên, điểm thứ ba là Thánh Đề. Thì chúng tôi đã nói qua lịch sử, con người có lịch sử rồi, chúng tôi không cần nói lại nữa. Bây giờ Phật là biểu trưng cho Phật tánh, là tánh giác của chính mình, mà Đức Phật nói là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Còn ngài Mục Liên là tào dịch, là đại thái thức, là một vị trí tuệ tuyệt vời, là Bồ Tát đạo, để lợi ích cho tất cả chúng sinh trong cái hoạt dụng của hiện tại, để hỗ trợ cho nội tại. Cho nên do như vậy, từ đó mới hóa giải được những cái tham sân si trong nội tại của chính mình. Nếu chúng ta thực tế mà hóa giải được tham sân si của chính mình trong thực tại thì đó là người có tâm hiếu. Còn bà Thánh Đề là biểu trưng cho tham sân si. Nếu chúng ta đừng nghĩ rằng người nữ là Thánh Đề, mà người nam chúng ta có tâm sân si vẫn là Thánh Đề. Cho nên do đó Thánh Đề cũng chính là mình, Mục Kiền Liên cũng chính là mình, Phật tánh cũng chính là mình, do nơi mình có cái hoạt dụng tu tập hiện tượng để trắc nghiệm lại trong nội tại, hóa giải hết tất cả những vô minh và tham ái. Bởi vì trong kinh Phạm Vọng, Đức Phật nói rằng vô minh là cha, tham ái là mẹ. Chúng ta hóa giải được vô minh và tham ái, đồng trở về những tánh giác xưa nay chưa từng sinh diệt, chính là chúng ta thiết thực trong pháp Vu Lan để báo hiếu cho cha mẹ chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp, hiện tại cũng như đã quá vạn. Hôm nay thời gian cũng có hạn, trước khi kết thúc chúng tôi cũng nguyện hồi ân tam bảo thì từ gia hộ cho quý vị được ứng dụng cái pháp Vu Lan thực tế trong cuộc sống để hoàn thành hạnh hiếu và tâm hiếu của mình một cách trọn vẹn, để được an định và thanh tịnh tự tại vô chướng ngại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, chư tôn đức ngàn vạn lần cao quý, thay Thế Tôn tuyên dương pháp diệu quyền, là phước điền cho muôn loài gieo duyên, là mô phạm cho nhân thiên cung kính. Qua ba đôi lời đạo từ của chư tôn đức, hôm nay chúng con toàn thể đạo tràng xin thành kính hành y vâng theo lời dạy, để ngõ hầu đạt được kết quả mỹ mãn trong mùa báo hiếu năm nay, cũng như thành tựu hạnh hiếu và tâm hiếu của người con Phật, cũng như người con của ông bà cha mẹ tổ tiên trong hiện tại. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đây mời tất cả đạo tràng chúng ta quỳ lên để đảnh lễ tạ ơn chư tôn đức đã ban cho chúng ta đôi đời đạo từ. Nam mô A Di Đà Phật. Nhất tâm đảnh lễ cúng dường tri ân hiện tọa đạo tràng chữ tôn đức tăng ni tam bái.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây để cho công đức được thập phần viên mãn, chúng con kính cung thịnh chư tôn đức chứng minh cho toàn thể đạo tràng nam nữ Phật tử nhiễu y ba vòng để kính dâng lên cúng dường chư tôn thiền đức. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý Phật tử chúng ta. Ở trong quãng đời sẽ là
em bạch á hiện tiền đặt nhờ cướp làm chiếu tiên ách làm về ngày lấy thánh tăng đều đâu dầu ở đâu cùng tụ hội về nhớ người tiền định sớm khi chánh điều biết đau thẳng về sau khi kiến hạ chữ tăng tự về
Phật từ quảng đại cảm ứng vô sai, quang giang đàn tràng đại lễ Vu Lan bao hiếu chứng minh công đức. Hiện tiền chúng đăng tăng già nam nữ, Phật tử đăng thiết đại lễ Vu Lan bao hiếu tập tự công đức. Nguyện hồi hướng vô thượng Bồ Đề thương bao thứ trọng ân tuy tam đồ khổ. Thứ nguyện kỳ an đăng đăng ba tánh phiền não đoàn diệt nghiệp chướng tiêu trừ thường hoạch kiết thường vĩnh ly khổ ách. Canh cầm kỳ siêu cứu quyền thân tố lịch đại tông thân chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn thầm loại cô hồn. Quang hồn muôn tư nam nữ cô thân thừa tử tam bào lực lai đao Phật tiền thính pháp văn kinh tóc xá mê đồ tạo đăng tịnh độ. Phổ nguyện thiền môn nghiêm tình này chung an hòa thì chủ tâm tam đa đàn nã tăng ngũ phước ân sư quân dụ phù mộ sanh thành đàn nã tinh tí công phu công hòa tăng ích phước điền. Pháp giới nhân thiên tề thành Phật đạo nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này kính mời toàn thể đạo tràng quý nam nữ Phật tử, chúng ta sẽ sướng bạch để cúng dường pháp y ca sa đến với chư tôn đức. Chúng tôi nói như thế nào thì quý vị nói theo như thế ấy. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch tôn đức từ bi minh chứng, ca sa này dân cũng tăng ni, ca sa này dân cũng tăng ni, xin ngài nhận lãnh phước ban, xin ngài nhận lãnh phước ban, cho con tấn hóa bình an lâu dài, cho con tấn hóa bình an lâu dài. Bạch tôn đức từ bi minh chứng, bạch tôn đức từ bi minh chứng, ca sa này dân cũng tăng ni, ca sa này dân cũng tăng ni, xin ngài nhận lãnh cầu cho cha mẹ kết hoa liên đài, cầu cho cha mẹ kết hoa liên đài. Bạch tôn đức từ bi minh chứng, bạch tôn đức từ bi minh chứng, ca sa
hoan nghi. Ra xa này dân cũng hoan nghi. Xin Ngài nhận lãnh phước ban. Xin Ngài nhận lãnh phước ban. Cụ quyền thất tổ siêu sanh Phật Đà. Cụ quyền thất tổ siêu sanh Phật Đà. Kính mời quý Phật tử dân y ca sao và những phần quà tứ sự đến với chư Tôn Đức Tăng Ni. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị dâng lên để tượng trưng, còn một số thì chúng ta gửi lại bên trong. Một lúc nữa lên chai đường chúng ta sẽ đến dâng đến từng phần cho mỗi một vị A Di Đà Phật. Dâng xong chúng ta quỳ lại tại chỗ. Phật tử quỳ xuống tại chỗ đi, Phật tử quỳ xuống tại chỗ đi rồi có quý Phật tử sẽ thâu ra các những phần quà. Rồi Phật tử sẽ sướng bạch thôi để bài hồi hướng để cầu phước cho quý chư quý vị nam nữ Phật tử cũng như gia đình của chúng ta. Phật tử đã mong sẽ nói theo quý sư. Lòng trong sạch làm sông phước báo. Và ước nguyện gieo tạo thiện căn. Diệt trừ các pháp trần luân. Mong Ngài Mai Hậu nương chân Phật Đà. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mấy bạch trên chư tôn hòa thượng chư thượng tọa quý ni trưởng ni sư chư tôn đức tăng ni. Kính thưa quý đại diện các cấp chính quyền, toàn thể nam nữ Phật tử, chư quý vị khách quý xa gần thân mến. Đại lễ Vu Lan Phật lịch 2563 dương lịch 2019 tại tỉnh Sang Huệ đến đây được thành tựu viên mãn, do nhờ sự hộ niệm của mười phương chư Phật, sự chứng minh của chư tôn đức. Quý Ngài đã không ngại tuổi cao sức yếu, đường xá xa xôi, Phật sự đa đơn nơi bổn tự, quang lâm đạo tràng để chứng minh cho chúng con viên tròn hiểu sự. Thay mặt ban tổ chức, chúng con cúi đầu bái tà thăm ân, kính chúc quý Ngài pháp thề kinh an tuệ đăng tỏa sáng, mãi là bóng bồ đề đại thọ, thường trụ nơi đời để dẫn dắt che chở cho chúng sanh trên lộ trình về sứ Phật. Xin chân thành cảm tạ sự ủng hộ và hiện diện của lãnh đạo các cấp chính quyền cùng quý vị khách quý, quý nam nữ Phật tử xa gần đã giúp cho buổi lễ thành công tốt đẹp. Kính chúc chư quý vị cùng bộ quyến được vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường, vô biên thắng phước. Công đức này xin hồi hướng về mười phương tam bảo gia hộ cho tất cả chư quý vị. Nguyện cho cụ quyền thất tổ được siêu cha mẹ hiện tại nhiều điều vui an, người người thơ thới nhẹ nhàng, bồ đề tâm phát trên đường tiến tu. Trong suốt hóa trình buổi lễ sáng hôm nay, mặc dầu đã cố gắng hết sức nhưng không sao tránh khỏi những điều sơ sót. Thay lời cho ban tổ chức, chúng con thành tâm sám hối ngưỡng trên chư tôn thiền đức cùng toàn thể nam nữ chư quý vị niệm tình quan hỷ bỏ qua cho. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi lễ dân cúng pháp y ca sa đến đây đã hoàn mạng, chúng con kính cung thịnh chư tôn đức và toàn thể đạo tràng đứng lên để hồi hướng mô Phật. Về phòng khách dùng nước giải lao, trong 15 phút sau chúng con kính cung thịnh quý Ngài Quang Lâm trai đường trên lầu trên pháp hội Di Đà Quan Thế Chí, và mời toàn thể quý nam nữ Phật tử, quý cấp chính quyền địa phương chúng ta dùng cơm thanh đạm cùng tịnh xá an huệ, và thông báo cùng toàn thể nam nữ Phật tử quý vị nào hùng phước trong ngày lễ Vu Lan hôm nay. Một chút xíu nữa, khoảng chừng 20 phút nữa chúng ta lên trên pháp hội Di Đà. Để
cúng dường tịnh tài tịnh vật đến với chư tôn đức cho buổi lễ trai tăng sáng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Mùa vu lan đến, ta hát vang khúc tình ca vu lan, chuông mỏ ngân vang lời kinh nhịp nhàng, khói hương lan truyền chúng tăng nguyện cầu. Mùa vu lan đến, tay nắm tay ta cùng vui vu lan, cha mẹ hân hoan lòng con rộn ràng. Trên núi hương này xin Phật ngự.
lễ hoàng đức đại Phật từ bi cứu thế đem đạo lành phổ thế chúng sanh trần gian biết nẻo tu hành nhờ đèn trí huệ quang minh soi đường lễ Phật tử đọc kinh cúng dường xong chúng con kính cung thỉnh sư tôn đức
tin chú nguyện cho tự chúng con được hưởng nhiều công đức. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chúng thỉnh chư công đức chắp tay kính cầu nguyện và chú nguyện. Cầu xin nghe cho lễ cúng giờ này đến với đức Như Lai, xin nghe Phật chứng minh. Cầu xin nghe cho lễ cúng giờ này đến với chư Bồ Tát, xin nghe tăng chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa qua công đức là nhất
tâm thanh tịnh đồng chân cầu nguyện và chú nguyện một lần nữa nguyện đem công đức lành này hưởng chỉ siêu như linh của quyền thức tổ đã sanh phụ hộ quý vị từ tư công đức trong pháp phân tinh chi sinh tịnh độ những cầu em toàn thể trong gia đình quý quý vị năm thứ tự tôn và sự kiến tự như nguyện. Chúc quý vị được hạnh hiếu tâm hiếu trong mùa đại lễ Vu Lan thắng lợi. Giờ đây cũng thỉnh chư tôn đức thọ bát để thọ trang. Ba cơn tinh dù biết bao con nghe được hạnh đi đây với tự sẽ lòng mềm thoa miệng tinh nghe tên tan quấy mò núi thân ngành nghi đạo thu lãnh dùng niệm tòa buồn trắng hoa cho thành tường quyền dứt ma duyên con thành khô quyền ca quyền lành làm tâm ca quyền sinh đồ bằng chúng sinh chúa tâm cùng như nhau hòa hiếp mơ chung miền không tránh đuôn đại lấy but
Một lần nữa chân thành cảm tạ công đức của toàn thể những người Phật tử cũng như ủng hộ cho đạo tràng cho tăng buổi lễ Vu Lan sáng hôm nay, và mời quý vị lúc nào cũng nhớ niệm Phật và thực hành theo mạng hiếu của tôn giả Một Kỳ Liên Mang Ngô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con xin nay mời thầy giới thiệu sư cô Thích Nguyễn Tân Liên,
kính dâng cho đạo tràng Gia Lâm hôm nay, đến với chị tôi nhất cái bài là hát công việc sanh thành của cô đây được mời. Ôi tay phương giải thoát.
đồng hướng về Tam Bảo, thành tâm kính sát Đức Phật, hướng về chư đại tổ sư thành tâm kính tổ, cùng thỉnh chỉ tôn thì đức tăng già sáng chúng. A Di Đà Phật, buổi lễ đến đây là duy mạng chư tôn đức từ thiện bầu quy mạng thiện.